Thưa quý vị, một niềm vui cho độc giả cũng như những người yêu thích thư pháp tại tỉnh Bến Tre, đó là sáng nay, nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học ở thành phố Hồ Chí Minh đã đến trao quyển sách thư pháp về danh nhân Nguyễn Đình Chiểu cho đơn vị tiếp nhận là Thư viện Nguyễn Đình Chiểu. Quyển sách có kích thước 1,8 x 1,4m thêm phần chân đế bằng sắt với tổng chiều cao 2m. Sách được chế tác thủ công bằng giấy xuyến chỉ, đóng trong vỏ hộp bằng gỗ sồi, phối gỗ gõ đỏ, bìa chạm nổi chân dung cụ đồ Chiểu. Sách gồm 209 trang thư pháp được thiết kế tinh xảo ấn tượng. Trong đó, 200 trang chính gồm các danh tác của cụ và tuyển tập thơ của các thế hệ sau viết về cụ Nguyễn Đình Chiểu, kèm theo 9 trang tranh trang trí và bức thư pháp chữ đạo được điêu khắc nổi giác vàng. Là một trong những nghệ nhân đã từng biểu diễn nhiều tác phẩm tại Bến Tre, chính tình đất tình người nơi xứ Dừa đã hình thành nên mối cơ duyên để nghệ nhân Vũ Đăng Học nỗ lực và hoàn thành tác phẩm của mình. Sự kiện là kỷ niệm ngày sinh của cụ Nguyễn Đình Chiểu, thì tôi được mời xuống đó cũng biểu diễn và làm một cái buổi triển lãm nho nhỏ về những vần thơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu. Và tôi được đến nơi mà cụ sinh sống cũng như là cụ đã qua đời và cuối cùng bây giờ trở thành một cái lăng mộ của cụ. Thì cái nơi đó rất là thiêng liêng, có lẽ là mình cảm nhận được cái điều đó. Và cái tiêu chí ở trong cái nơi làm việc cũng như là nơi dạy học của tôi lúc nào cũng sẽ có hai cái câu thơ, đó là chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Tôi là người cầm bút, thì cái đó là cái tiêu chí của mình. Đối với những người cầm bút không có thể nào viết nhăn nhít bậy bạ hoặc theo xu hướng gì được, mà cái ngọn bút mình phải luôn luôn tải đạo và mình phải bảo vệ nghĩa nhân. Đó thì cho nên cụ gần như là luôn luôn ở bên cạnh của tôi. Tác phẩm được nghệ nhân thực hiện trong khoảng thời gian hơn 5 tháng và trao tặng lại cho tỉnh Bến Tre như kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi đó là vấn đề thời gian. Bởi vì khi mà mình lên kế hoạch và ý tưởng để mà làm cái quyển sách này thì cách đây là cũng gần một năm, nhưng mà trong lúc đó là thời gian của dịch. Và sau khi dịch thì rất là khó khăn về cái vấn đề nguyên vật liệu. Vì cái loại giấy mà để sử dụng viết ở trong cái quyển sách này đó là giấy xuyến chỉ và xuất xứ từ bên Trung Quốc, cũng như là những cái gấm bồi là cũng là cái nguyên liệu từ bên nước ngoài. Và cái thời gian vừa qua thì Việt Nam mình lại mở cửa kiểu như là sinh hoạt bình thường, nhưng mà bên Trung Quốc thì đóng cửa, cho nên rất là khó khăn. Bởi vì chúng tôi đã đặt hàng chuyển về nhưng bị tắt biên, là không có nguyên vật liệu để làm, cho nên mà thời gian thì lại không có cho phép. Thành ra là chúng tôi phải đi liên hệ với tất cả những người quen ở trong nước, nơi nào có nguyên vật liệu thì chúng tôi vay mượn để mà làm trước rồi sau đó trả lại cho họ sau. Đó là thứ nhất. Thứ hai là đối với cái việc mà mình thể hiện thư pháp trên một cái tác phẩm mà khổ lớn á, nó rất là khó ở một cái việc là cái tầm tay mình nó có giới hạn thôi. Cho nên khi mà mình viết thì mình nhìn được cái bao quát được có một khoảng nào đó, nhưng mà để đến khi mà nó hoàn thành cả một tổng thể, làm sao cho bố cục nó cân bằng và có những điểm nhấn nhá và nó hài hòa với nhau, thì nó là một cái thử thách đối với cái những người mà viết thư pháp. Thì qua cái quá trình thực hiện thì chúng tôi đã phải gọi là bỏ rất là nhiều cái tác phẩm mà mình chưa có ưng ý, và cuối cùng thì cũng đã làm được 200 cái tác phẩm mà đối với tôi là nó cũng trọn vẹn. Hiện nay, nghệ nhân thư pháp Vũ Đăng Học đang đăng ký xác lập kỷ lục thế giới về quyển sách thư pháp có kích thước lớn nhất từ trước đến nay đối với tác phẩm này.